Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với một video mới trên kênh Lim Di Mạt. Các bạn biết không, có một câu hỏi mà nó sẽ luôn trăn trở trong đầu mỗi chúng ta, bất kể bạn là ai, là những người mà chúng ta đã làm trong lĩnh vực này, hay chúng ta còn là những người đang đứng ngoài quan sát và chờ một cái thời điểm để có thể tham gia vào cái lĩnh vực này, thì có một câu hỏi đó là các bạn có thực sự thuộc về cái lĩnh vực này hay không? Thuộc về cái mảng này hay không thì nó sẽ luôn xuất hiện vào một cái lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Lim Jim sẽ mời các bạn chúng ta tham gia một cái buổi vẽ dã ngoại của Lim Jim, xa rời những cái ánh đèn ở trong phòng và những chiếc điều hòa, và chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài để vẽ một buổi dã ngoại với Lim Jim và lắng nghe Lim Jim chia sẻ cái quan điểm của mình, một người làm nghề, về cái chủ đề rất là thú vị ngày hôm nay của chúng ta. Vậy thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo chân Lim Jim vẽ một cái bức artwork và nghe Lim Jim chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay nhé. Rồi, và trước khi chúng ta vào những cái nội dung chính của video thì như thường lệ, với bất cứ một cái video nào liên quan đến quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình cũng sẽ xin phép được trình bày luôn, đó chính là cái video này nó là cái quan điểm cá nhân của một người làm nghề, đó chính là Lim Jim. Nó không đại diện cho bất cứ một cái sự thật nào cả, mà nó đến từ những cái trải nghiệm sâu sắc của mình khi mà mình làm trong lĩnh vực này, rồi kể cả những cái vấp ngã của mình trước khi mình nhận ra là mình thuộc về cái ngành này hay không. Vậy thì nó có thể là đi ngược với những cái góc nhìn của những cái người họa sĩ, những cái người làm nghề khác, hoặc nó đi vào những cái khía cạnh rất là khác biệt so với những cái sự chia sẻ khác. Chính vậy thì mình không kỳ vọng rằng video này có thể phù hợp cho tất cả các bạn. Nhưng nếu các bạn là những người đã chót lỡ yêu những video của Lim Jim rồi thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ xem cái video này và chúng ta chắt lọc ra những cái kiến thức, những cái nội dung mà các bạn nghĩ rằng nó phù hợp, kết hợp với những cái trải nghiệm cá nhân của các bạn để hình thành ra những thứ giúp cho các bạn có thể trả lời chính xác nhất cái câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay các bạn nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Để cái video được ngắn gọn và xúc tích nhất thì mình sẽ chỉ chia sẻ hai phần. Thực ra nó chính là hai cái câu hỏi lớn nhất mà mình nghĩ rằng là mình đã trả lời thành công cho bản thân mình. Và sau khi trả lời hai cái câu hỏi này thì mình cảm thấy là vững tâm, vững tin hơn, và mình cảm thấy rất là an yên để mà theo đuổi cái lĩnh vực này. Vậy thì mình hy vọng rằng với cái sự chia sẻ ngày hôm nay, các bạn cũng tự trả lời cho mình hai câu hỏi này để có thể trả lời cho mình một câu hỏi lớn nhất, đó là các bạn có nên và có thuộc về cái lĩnh vực này hay không, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên mà mình hỏi bản thân mình đó chính là: à, bạn có thực sự yêu thích vẽ điện tử ngay cả khi không có tiền hay không? Thế thì Thoạt nghe cái câu hỏi này khá là buồn cười, bởi vì đây chính là một cái video trong chuỗi video nơi mà Lim Jim chia sẻ cho các bạn trẻ những cái định hướng công việc. Vậy thì định hướng công việc nó phải gắn liền với tiền bạc, chúng ta thường nghĩ như vậy. Nhưng để mà trả lời với câu hỏi chính ấy, đó chính là các bạn có thuộc về cái ngành này hay không, thì suy cho cùng ấy, mình nghĩ rằng là tiền bạc nó chỉ giải quyết cho các bạn một cái vai trò nhất định. Nhưng đến khi nào đó mà khi mà bản thân các bạn ách bạch với tiền bạc mà chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta không muốn tiếp tục vẽ, thì nó rất là khó để có thể nói chuyện rằng là bạn có tiếp tục ở trong cái lĩnh vực này hay không. Để mà dễ hình dung thì Lim Jim sẽ lấy cho bạn một cái ví dụ, đó là cái ví dụ này cũng các bạn có thể thấy ở bất cứ đâu, trong bất cứ một cái lĩnh vực nào, đó là xu hướng của những người trẻ, đó là chúng ta nhìn vào những người mà đã có địa vị, đã có cái công việc ổn định trong cuộc sống để chúng ta quyết định. À, chúng ta nhìn thấy một họa sĩ này đã vẽ được và đã kiếm ra tiền, đã làm được khá là nhiều tiền với cái công việc làm vẽ điện tử. Chính vậy thì chúng ta có một cái sự thôi thúc là à, cái công việc này nó có thể đem lại tiền bạc của cho chúng ta, đúng không? Nó cũng không khác gì với cái việc lựa chọn bất cứ một cái công việc khác, kể cả nó không liên quan đến sáng tạo. Ví dụ như các bạn đi ra xã hội, các bạn sẽ thấy rằng là à, có nhiều những công việc, ví dụ như là à, các bạn xem họ làm sơn này, họ làm giấy dán tường này, hay bất kể những cái lĩnh vực khác, các bạn sẽ thấy rằng là à, có người có thu nhập, và những cái người đứng ngoài thông thường người ta muốn join vào cái lĩnh vực đó là bởi vì người ta đã nhìn những cái người anh chị em này, những cái người thân của họ đã từng làm trong lĩnh vực đó và có tiền, có thu nhập, chính vì vậy thì họ quyết định tham gia. Nhưng đấy không phải là cái yếu tố cốt lõi mà theo quan điểm của mình ấy, thì nó quyết định là bạn có thuộc về cái ngành đó hay không. Nhiều người thì có thể theo một cái công việc ấy mà họ không yêu thích hàng nhiều năm, sau đó nhận ra rằng là à, đây không phải là cái công việc của mình, nó chỉ đem lại cho mình cái cuộc sống một chút tiền bạc để trang trải cuộc sống, và khi mà nó có một cái biến cố gì đó xảy ra thì dễ dàng chúng ta sẽ thấy rằng là à, rõ ràng là chúng ta không muốn gắn bó thêm với công việc này. Và giả sử một cái ngày đẹp trời nào đó, nếu như cái tiền bạc nó không còn cái tác động quá lớn đến cuộc sống của các bạn. Mình nói ở đây có nghĩa là khi mà cái công việc của bạn ấy nó bị bất ổn, nó không đem lại cho các bạn nguồn tài chính ổn định như cái công việc trước đây nữa, thì rõ ràng là các bạn sẽ rất dễ cảm thấy chán nản và bỏ cuộc, bỏ cái công việc mà chúng ta có thể theo đuổi nhiều năm, bất kể rằng là nó là cái công việc đã nuôi sống chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì cái việc thích thực sự
một cái công việc nào đó, thì theo quan điểm của mình ấy, là đôi khi mà khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta ngồi chúng ta lắng lòng lại, chúng ta sẽ thấy rằng là à, khi mà tách bạch với tiền bạc, các bạn có thực sự thích cái cảm giác được vẽ hay không? Đối với mình cảm thấy là đội mình đến với cái lĩnh vực này rất là tự nhiên, và dù cho trước đây mình đã kinh qua nhiều những công việc khác nhau có thể không liên quan đến vẽ, nhưng đối với mình ấy, cái công việc này hay là cái việc enjoy một cái bức tranh nào đó, khi mình ngồi mình thưởng thức cái nét bút, rồi là mình cảm nhận cái nét bút nó ra khỏi cái cọ của mình ấy, thì đó là cái niềm vui và cái sự yêu thích của mình, rất là mong muốn mình được vẽ và thể hiện nó. Chính vậy thì nó tạo cho mình một cái cảm giác là à, mình thực sự thích nó, ngay cả khi mình phải làm những công việc khác để nuôi sống cái công việc này, thì mình cũng sẽ quyết định là duy trì nó như là một cái sở thích. Vậy thì mình nghĩ rằng cái quan điểm này mình sẽ dừng lại ở đây thôi, mình không có chia sẻ thêm, để các bạn chậm lại khoảng một vài nhịp, các bạn thử suy nghĩ và đặt cho mình những câu hỏi tương tự các bạn nhé. Mình biết chắc rằng có rất nhiều người sẽ coi cái quan điểm này nó rất là phiến diện, bởi vì nó không có thực dụng. Khi mà làm công việc nào đó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc đến vấn đề tiền bạc đầu tiên. Tuy nhiên, các bạn hãy thử tìm ra một cái lý do các bạn đã xuất hiện ở trong cuộc sống này. Chúng ta sinh ra để làm gì? Các bạn đã từng nghĩ vậy chưa? Và chẳng phải chúng ta sinh ra và để làm những cái điều mà chúng ta yêu thích ở trong đời hay không? Dù là chúng ta có thể kiếm được tiền bạc với nó hay không đi chăng nữa, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn và làm được với cái lĩnh vực mà chúng ta thực sự yêu thích ấy, thì nó chính là một cái lựa chọn không bao giờ đem lại cho các bạn một cái sự thất vọng cả. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang cái nội dung thứ hai, nội dung cuối cùng, và đây cũng sẽ là một cái câu hỏi khá là xoáy. Đó là các bạn có nghĩ rằng mình là những người có thể chấp nhận được những cái sự phán xét của xã hội và là người lì đòn hay không? Thì câu hỏi này nghe, thoạt nghe thì cũng thấy rằng nó rất là xa lạ, nhưng khi mà các bạn nghe đi, các bạn sẽ thấy rằng những cái nội dung liên quan đến ngày hôm nay ấy, mình là những người đã trải qua rồi và mình cảm nhận sâu sắc được rằng là có những thứ mà chúng ta không để ý đến, không nghĩ rằng cái tầm quan trọng của nó lớn như thế nào cho đến một ngày nó va vào cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là dành cho những bạn trẻ mà chúng ta còn suy nghĩ rất là thơ ngây là cái việc phán xét của mọi người nó rất là nhẹ nhàng, thì cái phần này sẽ dành cho các bạn. Rồi, cái ví dụ đầu tiên trong cái phần này, mình sẽ lấy cho bạn ví dụ về anh Nguyễn Hà Đông, là một cái người rất là tài năng ở Việt Nam và là người sáng lập ra cái game Flappy Bird. Các bạn thấy rằng game rất là đình đám, và để rồi cuối cùng chính bản thân anh ấy cũng là thừa nhận là một người không chịu được áp lực của xã hội, không chịu được áp lực về những cái phán xét của rất là nhiều những cái người Việt, thay vì giúp anh ấy hoàn thiện hơn bản thân mình thì lại đi quy kết và đưa ra rất nhiều những cái sự bất lợi, và cuối cùng thì các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ còn lại chỉ là những cái sự nối tiếc về một tài năng của Việt Nam có thể đưa ngành game ra thế giới, đúng không ạ? Rồi, mình nói đến câu chuyện của Nguyễn Hà Đông để quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta về mỹ thuật điện tử. Bởi vì các bạn biết sao không? Mỹ thuật điện tử cũng là một cái môn rất là đặc thù. Các bạn muốn làm trong cái lĩnh vực này thì bằng cách này hay cách khác, các cái tác phẩm của các bạn phải được giới thiệu ra công chúng, đúng không ạ? Các bạn có thể giới thiệu nó trong một cái cuốn tạp chí nào đó, làm cho một cái event nào đó, hay đơn giản là làm cho một cái công ty, và công ty đó sẽ là người đại diện để quảng cáo cái tác phẩm của bạn ra công chúng. Và bất luận là dù bằng cách này hay cách khác thì tác phẩm của bạn sẽ là những cái nơi mà sẽ được công chúng đón nhận, đúng không? Và thông thường thì các bạn luôn luôn hừng hực cái khí thế rằng là à, nó sẽ được công chúng đón nhận một cách tích cực, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Sự thật thì nó luôn luôn đi ngược với những cái kỳ vọng của chúng ta. Thông thường ấy, thì theo quan điểm của mình, những cái người mà làm nghề trong lĩnh vực này, những cái người có thể đem lại cho các bạn những cái sự góp ý nó chân thành và nó đúng mực nhất ấy, thì luôn luôn là thiểu số so với những người khác. Có quá nhiều những cái người dù mong muốn làm trong lĩnh vực của các bạn ấy, thì có một cái sự thật hiển nhiên đó là để họ có thể tạo ra cái tiếng vang cho chính cá nhân họ thì đôi khi họ lại phải dùng cách đó là hạ thấp uy tín của người khác, và chính vì đó nên cái sự phán xét nó bắt đầu xuất hiện và nó sẽ làm cho các bạn rất là nản trong một cái khoảng thời gian khi mà tác phẩm của các bạn đã được giới thiệu ra công chúng. Vậy thì các bạn hãy luôn tâm niệm rằng là các bạn không thể nào tránh được những cái sự phán xét này. Các bạn càng đưa tác phẩm của các bạn ra công chúng thì cái sự phán xét nó sẽ chỉ tăng lên mà thôi. Và điều quan trọng đối với các bạn đó chính là hãy rèn luyện cái sự lì đòn, cái sự vững tâm để các bạn có thể tự khẳng định rằng là mình có đủ cái năng lực và cái sự lì đòn để tồn tại trong lĩnh vực này hay không. Vậy thì sau đây, cái phần cuối của video, Jim Jim sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những cái giải pháp có lẽ nó sẽ giúp cho các bạn có thể vững tâm hơn để chúng ta trụ lại trong lĩnh vực này các bạn nhé. Rồi, cái lời khuyên đầu tiên, cái góp ý của mình, nó cũng là một cái câu nói mà mình đã nói cách đây khá là lâu trong một cái tập về góc nhìn Lim Jim. Rất là mừng vì câu nói này được rất là nhiều bạn yêu thích và thỉnh thoảng các bạn có nhắn tin cảm ơn Lim Jim vì câu nói này. Đó là ở giữa quy trình chúng ta đều xấu. Rất là ngắn gọn và các bạn có thể thấy rằng nó đúng trong mọi trường hợp. Các bạn thấy rằng là dù các bạn làm trong lĩnh vực nào,
các bạn đang tham gia cấu tạo nên một cái sản phẩm nào đó, thì khi ở giữa quy trình ấy, cái tác phẩm của bạn nhìn nó không ra gì đâu. Các bạn yên tâm là như vậy. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể tìm bất cứ một họa sĩ nào mà các bạn yêu thích, dù anh ấy xuất sắc đến đâu. Các bạn tìm một cái video nơi mà anh ấy đang vẽ, các bạn xem thử đến nửa video, các bạn tua đi, các bạn sẽ thấy rằng là một cái tác phẩm dang dở ở giữa cái quy trình ấy, nó không bao giờ là một cái tác phẩm đẹp cả. Và nếu các bạn nghĩ rằng nó là một cái tác phẩm đẹp, các bạn hãy stop ở cái video đó, đoạn đó. Các bạn thử lấy giấy bút hay là thử lấy Photoshop ra, các bạn vẽ tiếp cái tác phẩm đó, các bạn sẽ thấy rằng là không bao giờ các bạn có thể hoàn thiện được cái tác phẩm đó. Mà nó hơn nhau ở việc là họ trust process, tức là họ tin tưởng vào cái quy trình của họ và họ tiếp tục phát triển cho đến khi nó thành một cái tác phẩm. Lúc đó khi mà thành hình rồi, nó mới được gọi là một cái tác phẩm đẹp. Vậy thì nó không chỉ đúng cho một cái bức vẽ, mà nó còn đúng cho một cái quy trình phát triển bản thân của chúng ta. Khi mà chúng ta chập chững vào nghề này, chúng ta đang là những người mà thực hành là chủ yếu, thì cái việc mà cái bức tranh của các bạn xấu ấy, nó là không thể tránh khỏi. Các bạn nhớ là như vậy. Và cái điều quan trọng của các bạn là không bao giờ được nghĩ rằng là những người khác đang phán xét bạn có nghĩa là bạn đang có những cái tác phẩm này là những cái tác phẩm cũ đẻ đời gì đó của các bạn cả. Các bạn đừng suy nghĩ một cái dạng đao to búa lớn như vậy. Thì lúc này các bạn nên làm như thế nào? Đó chính là cười một cái thật nhẹ và tiếp tục cố gắng các bạn nhé. Rồi tiếp tục hình thành, và trong cái quá trình mà các bạn phát triển ấy, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta càng đến gần hơn với cái đích của cái việc hành trình đó, thì cái kỹ năng của chúng ta nó cũng sẽ phát triển theo. Đó, điều quan trọng nhất là các bạn có đủ cái nội lực và cái quyết tâm để chúng ta có thể tiếp tục vẽ và trust cái process của chúng ta hay không, tin tưởng vào cái quy trình mà chúng ta đang đi các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái lời khuyên cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó chính là bất kể ai thì cũng đều quan tâm đến cái trình độ hiện tại của các bạn mà thôi. Đây là cũng là một cái sự thật rất là hiển nhiên mà nhiều khi chúng ta không có để ý đến. Dù các bạn gửi cái tác phẩm của bạn cho một cái nhà tuyển dụng, thì họ chỉ thứ mà họ quan tâm đầu tiên đó chính là cái trình độ hiện tại của bạn là gì, đúng không ạ? Rồi, và họ có lý do để từ chối nếu như cái trình độ của các bạn hiện tại nó chưa đáp ứng được, đúng không? Lấy ví dụ là các bạn đang chập chững vào nghề, các bạn vẽ khoảng 5-6 tác phẩm, các bạn gửi đi một cái cuộc thi hay là gửi cho một cái đơn vị nào đó, và các bạn nhận thấy rằng là họ chỉ trả lời rằng là cái trình độ của bạn chưa đáp ứng được, đúng không? Thì cứ rất là đơn giản, chúng ta quay trở lại với cái ví dụ ban đầu, cái yếu tố ban đầu của LinkedIn chia sẻ, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta hãy nhớ rằng lúc này chúng ta là ở giữa quy trình, và đừng có trách móc ai cả. Họ không có lỗi gì nếu như họ đánh giá thông qua cái trình độ hiện tại của các bạn, họ không có gì sai cả. Nếu như chọn bạn vào team của họ bây giờ, thì đơn giản là một cái hình thức tự tử của họ mà thôi. Chính vậy thì hãy hiểu cho bản thân chúng ta, và cũng hiểu cho những cái người mà sẽ có thể trở thành đồng nghiệp của chúng ta trong tương lai rằng là chúng ta chưa đủ cái năng lực, chưa đủ cái trình độ. Từ đó chúng ta biết rằng là mình phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể khẳng định rằng mình có thể tồn tại trong cái lĩnh vực này hay không. Vậy suy cho cùng, thứ mà có thể giữ lại các bạn ở trong cái lĩnh vực này cuối cùng đó chính là thực lực của các bạn. Thực lực thì nó bao gồm thứ gì? Đó chính là các bạn vẽ sai và chúng ta sửa và hoàn thiện bản thân. Đó chính là một con đường khá là dài, và các bạn biết không, khi mà đến được gần cuối của chặng đường, các bạn sẽ thấy rất là vui vì cái sự lựa chọn của chúng ta và cái thực lực của chúng ta được ghi nhận các bạn ạ. Rồi, và trên đây là toàn bộ những cái nội dung chính mà Linh Dinh tập trung chia sẻ rất là cô đọng và ngắn gọn cho các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn enjoy cái khoảnh khắc mà Linh Dinh dẫn các bạn đi tham gia một cái buổi vẽ dã ngoại và lắng nghe Linh Dinh chia sẻ cái nội dung của video ngày hôm nay. Nhắc lại thì nó chỉ là một cái quan điểm cá nhân, các bạn hãy nghe. Và nếu thấy thích cái video này, đừng quên bình luận một cái điều gì đó, ủng hộ một người làm nội dung như Lim Jim, ấn vào cái nút like và trở thành thành viên sớm nhất của Lim Jim ở trên YouTube và kể cả Facebook nữa. Mình đã có một cái group nơi chia sẻ những cái cơ hội công việc dành cho những bạn mà muốn tham gia vào cái lĩnh vực này. Cái đường link để tham gia group mình đã để ở trong phần mô tả của video. Các bạn có thể tham gia theo cái link đó để nhận về nhiều hơn những cái quyền lợi khi trở thành thành viên chính thức của Lim Jim. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. Xin chào.